Mai Thanh Hà. Làm cho tất cả danh hài cười mỉm chi cho đến cười khoái chi. Quân sẽ chiến thắng vang dội khi một trong hai danh hài tươi cười. Con xin kính chào ban giám khảo. Con xin kính chào chú Hồ Kiến Huy. Con xin kính chào ban giám khảo cùng quý vị khán giả. Con xin tự giới thiệu, con tên là Mai Thanh Hà, năm nay con 6 tuổi, con đến từ thủ đô Hà Nội. Ai là người giúp con đi thi? Mẹ con. Mẹ con. Đây là con muốn đi thi hay là mẹ giục đi thi? Con muốn đi thi. Ừ. Thế con có xem hài không? Con có. Con thường xem hài ở đâu? Con thường xem hài ở Thách Thức Danh Hài. À, Thách Thức Danh Hài. À, thế à? Rồi, đây con diễn một mình hay diễn với ai? Con diễn một mình. Một mình luôn hả? Tự tin làm cho hai chú cười không? Nhưng mà quan trọng này là bình thường là con uống nước ấy nó có chảy ra không? Không. Thôi kèn thì không được. răng của con nó làm sao thế? Dạ con bị gãy hai cái răng. Vì sao? Con ăn kẹo nhiều à? Không, con bị ngáo ở cái thành cửa. Ăn ngáo ở thành cửa? Thức ăn chơi kiểu gì mà ngáo vào đấy đây? Hả? Con đi đâu mà con ngáo vào đấy? Con đi, con bị vấp vào đấy. À, thế thương nhỉ. Rồi bây giờ mình thi nhá. Vâng ạ. Vâng, vỗ tay cho bạn nào. Con ơi, dạ? Tỉnh chưa? Rồi ạ. À, bây giờ quay con mới thấy nè. Tiền đạo đi vắng. Rồi, 60 giây, bắt đầu. Alo, chị Tổng Đài đó hả? Chị Tổng Đài. Dạ, chị Tổng Đài ơi, cho em hỏi. Sao lúc nãy chị taxi chị giận em vậy chị? Ủa chị không biết hả? Ủa sao nói tổng đài cái gì cũng biết mà chị? Chị là tổng đài, chị cũng là tổng đài taxi. Hai chị em với nhau mà. Sao hai chị lừa gạt em? Em lại tổn thương nữa rồi. Trời ơi, bà nhỏ. Ai chịu? Nói được tiếng miền Nam luôn kìa. Trời ơi, ghê. Ai vậy? Ai chỉ cho bà nói cái câu này vậy? Ai chỉ con nói? Con xem hài của cô Việt Hương. Trời ơi, thấy thương quá à. Hai chị là tổn thương con trời. Dễ thương quá à. Con có coi hài chị taxi của cô Việt Hương hả? Đâu con nói là chị taxi. Nói thử coi nói được không? Taxi, cái ti nó hơi nó ra nhiều tại nó không có gì nó cản gió lại. Ti nó đi cái ti nó có một lượng nước đáng kể. Được, không sao con. Dễ thương, con được 2 triệu rồi đó. Dạ. Con đã được 2 triệu rồi. Vòng sau sẽ là 10 triệu. Con có nên hỏi ý với ba mẹ là chơi tiếp hay ngừng lại không con? Con chơi tiếp. Chơi dạ. Tiếp. Quá dữ. Ừ. Con đã sẵn sàng hay chưa? Rồi ạ. Rồi, 60 giây bắt đầu. Chà, dữ ha. Anh có biết cái người anh phải hỏi là ai không? Là ông cố nội vợ anh. Có nghĩa là ba của ba là một người rất là tài ba. Bởi vì ông buôn ba trong ban nhiều sóng gió phòng ba giống nuôi ba của ba. Và rồi vào ngày 3 tháng 3 năm 1933 thì ba của ba đã trở thành một người chủ tài ba nước Hàn thứ ba trong cuộc Trời ơi. Con ơi, 10 triệu thuộc về con. Thuộc cái tuồng của tôi luôn kìa. Một cái điều mà chú Thành nói con nghe nha, không phải ai mà người lớn cũng có thể làm được luôn, chứ đừng nói tới con là con nít. Bây giờ con làm cho một người thuyết phục, con nói chậm lại một lần nữa coi nó đúng không nha. Nó thử nè, 2, 3 thử coi nè. Anh có biết cái người anh phải hỏi là ai không? Là ông cố nội vợ anh. Có nghĩa là ba của ba của ba. Ba
ba của ba của ba là một người rất là tài ba, bởi vì ông buông ba chấp ba nhau sóng gió phong ba, giám nuôi ba của ba. Và rồi vào ngày 3 tháng 3 năm 1933 thì ba của ba của ba đã trở thành một người chủ tài ba, đứng hàng thứ ba trong việc cung cấp ba số ba cho quán ba. Rồi mai nghỉ diễn luôn, bỏ luôn tuồng khỏi diễn, chứ làm gì nữa giờ nó thuộc từng chữ. Khủng khiếp thiệt. Mấy bạn nghe kịp không? Khủng, à, này là bên fan club nó coi hoài nó thuộc, mấy bạn nghe kịp không? Kịp luôn. Ghê thiệt, quá ghê. Tại vì nói á các bạn, phải có nghĩa. Trấn Thành hay cái hài của Thành hay có vụ mà chơi chữ. Nói một câu dài như vậy mà không có nghĩa, người ta coi người ta bực mình lắm. Đó là cố tình. Mình nói phải có nghĩa mà cháu nó thuộc con thuộc hay là con hiểu nó mà con nói thuộc thôi chứ 6 tuổi sao hiểu được, nhiều khi nó hiểu chứ. Con thuộc. Thuộc á hả? Trời ơi, con thuộc được cái đó là vi diệu đấy. Thuộc mà nói nhanh mà không dấp là với một đứa trẻ 6 tuổi là rất giỏi rồi, khủng khiếp luôn á. Tại vì cái điều đó nó rất là phức tạp để hiểu. Tại vì tôi nói là ví dụ như là đây là ông cố nội của con. Ông cố nội của con là ai? Là ba của ba của ba. Ba của ba của ba là một người rất là tài ba, bởi vì nó buôn ba trước bao nhiêu sóng gió phong ba để ông nuôi ba của ba. Và vào ngày 3 tháng 3 năm 1933 thì ba của ba đã trở thành một người chủ tài ba, đứng hàng thứ ba trong việc cung cấp ba cho quán ba. Mà nó nói không sai một chữ. Khủng khiếp thật. Ở nhà chắc nát cái iPad rồi phải không con? Không. Hay quá, con làm chú nể quá, thật sự là quá nể. Khủng khiếp đấy. Rồi, con 1 triệu like. 10 triệu rồi. Vòng tiếp theo của con sẽ là 20 triệu. Nhưng nếu con thất bại sẽ mất 10 triệu hiện tại. Con quyết định đi tiếp hay là ngừng lại? Con được quyền hỏi ý với lại người thân của mình. Tự tin, ở nhà cháu chuẩn bị 4-5 cái sẵn rồi. Ghê quá. Tiếp con, vô. Sẵn sàng chưa con? Vâng ạ. Và 60 giây của con bắt đầu. Trời ơi, tại sao? Tại sao vậy? Người ta là em bé, tôi cũng là em bé. Người ta đi thi thách thức danh hài, tôi cũng đi thi thách thức danh hài. Chẳng qua mà họ đẹp, họ sang, họ sạch sẽ, vi diệu. Còn mặt tôi chỉ vì mất 2 cái răng cửa nên cái mặt nó mới ngu như vậy. Nhưng mặt ngu đâu có tội đâu chứ. Sống ở trên đời phải có sự công bằng chứ. Chẳng lẽ nhìn mặt mà đánh giá người ta sao chứ. Đúng không chú? Ừ, đúng không chú? Ừ, đó, thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Không tin, thử hỏi hai chú mà xem. Đúng không chú? Ừ, đúng không chú? Ừ, đó. Có khi nào con hỏi tới sáng mai không? Hả? Có đó, vậy nào hết giờ. Đúng không thôi. Chú? Ừ, đúng không chú? Ừ. Vậy làm tới. Ừ. Nó làm mình mọi chuyện. Ừ. Hồi nãy chú hỏi nè, nếu mà sau cái vụ mà đúng không chú mà chú Thành không cười thì con có hỏi khán giả không? Để bây giờ làm hết cho coi nè. Nếu mà đúng chú, ừ, nếu chú Thành không cười sao nữa? 2 3 tiếp. Đó, thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Có hai chú làm chứng cho con rồi, đúng không chú? Nó tự luôn này, đúng không chú? Nó rồi. Đó, thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Đáp bảo rồi mà, đúng không chú? Ừ, đúng không chú? Ừ. Thấy chưa? Mà nó làm như vậy mà không cười là không biết sao luôn á. Quá giỏi, thông minh. Tuyệt vời. Ai chỉ cho con hay là con tự nghĩ ra? Mẹ chỉ. Đó. Bây giờ cho tôi coi cái dung nhan của con người mà bá đạo. Nhiều khi lát vòng 3 chơi lên vòng 4. Đứng dậy vậy, đứng dậy cho khán giả thấy mà. Mẹ con là một người rất là thông minh, phải nói là như vậy. Và con là một thiên tài luôn. Chị chỉ cho cháu diễn hài và chị có chỉ cho cháu học không? Cháu thì từ bé nói chung là rất là thích xem hài mà có khả năng diễn bắt chước. Chị phát hiện em nó từ mấy tuổi nó có cái khả năng đó? Cái năm 2012 đó là cháu được 2 tuổi là có xem Chiếc Gương Của Trời của chú Xuân Hinh. Là cháu có thể diễn lại được ngay cái thời điểm đấy. Cảm ơn chị. Chị có muốn cháu nó theo công việc này không? Nói chung là gia đình thì cũng muốn cho con vì nó cũng là một cái đam mê của cháu.
quay trở lại với vòng thi. Con ơi, đã có 20 triệu rồi đó. Bây giờ mình thi tiếp nè, hay là mình ngừng lại nè? Con ơi, con thi vòng 4 không? Vui không? Chắc chắn vui không? Đi tiếp. Vui hả? Mà vòng 4 này là con bắt trước ai? Con bắt trước chủ trường Giang. Bắt trước tôi hả? Rồi, chơi nha. Phải giống nha. Dạ. Rồi, chuẩn bị. Sẵn sàng đi con. 60 giây, bắt đầu. Chào mừng các bạn đã đến với lớp học người mẫu. Người mẫu là cái dáng nó phải chuẩn. Thí dụ, người mẫu mình đứng là mình phải đứng thẳng, mắt luôn nhìn về phía trước, đi là đi một đường thẳng thôi, catwalk. Người mẫu đi là cứ hiên ngang mà đi, ở dưới có gì kệ nó, mình không bận tâm. Mình cứ hiên ngang mình trình diễn, ở dưới có gì vượt qua hết, vượt chứng đại vật, chương trình vượt chứng đại vật. Quan trọng là hai cái chân phải chéo qua, chéo lại cho nó ra dáng người mẫu. Vì người mẫu là không bao giờ đi thẳng hết, đi giống như bị xỉn ấy. Nó đi hình như bị con kiến cắn đâu đây. Nó đi như vậy 3 tháng sau rổ ra, trời ơi, hai bên khô bò không. Đẹp ơi đẹp. Quá duyên dáng. Con ơi, triệu like. Xuất sắc. Quá dữ. Bây giờ hỏi thiệt nè, hai bên khô bò không là gì? Con không biết. Con ơi, cái bàn tay ma thuật sau lưng con khủng khiếp vậy. Tổng đạo diễn Nguyễn Thị Mẹ. Tổng đạo diễn Nguyễn Thị Mẹ khủng khiếp. Con là một cái tài năng hiếm có. Và Chú Thành rất là thú vị với con. Thật sự là rất là thú vị. Bây giờ con được 40 triệu rồi đó. Con sẽ có mặt trong đêm gala ha. Dạ. Mà con muốn đi thi tiếp hay không? Con xin dừng lại tại đây. Dừng lại. Và chúc mừng con đã có giải thưởng là 40 triệu. Xin mời hai danh hài lên trao giải thưởng cho bé. Đây. Đã chưa? Mắt đẹp quá. Cưng quá. Trời ơi. Bây giờ hỏi nè. Dạ, con tôi mà nhà vậy chắc bưng bỏ tụi kiếm đồng. Nghe lại luôn. Này người Việt Nam, con bà chú Hàn Quốc rồi. Con bây giờ vậy nè, 40 triệu này về cho mẹ bao nhiêu, cho ba bao nhiêu? Con chưa biết. Đang tính toán hả? Đang tính. Không trả tiền đạo diễn cháu, cho mẹ cháu hả? Cháu nó đang nghĩ là sao, có trả tiền đạo diễn cho mẹ không? Hay sao con? Con cho ba mẹ. Con cho ba mẹ chứ đúng không? Cho ba mẹ mua quần áo cho con rồi đi đóng tiền internet chứ, coi quá đúng không con? Rồi. Rồi, cảm ơn nha. Thí sinh kế tiếp Mai Thanh Hà. Chào chú Hồ Kế Huy, con chào. Nó biết tương lai sẽ ra làm sao. Con chào, con đón chào cùng quý vị khán giả. Con xin tự giới thiệu, con tên là Mai Thanh Hà, năm nay con 6 tuổi, con đến từ thủ đô Hà Nội. Hôm nay xinh quá. Mặt đầm đẹp. Cái váy ai mua thế? Bố con mang từ Hà Nội lên. Thương thế, xa thế nhở? Là cái váy nó đi máy bay đến đấy đúng không? Vâng ạ. Hà Nội là kế bên Hà Lan đúng không con? Dạ không. Ủa chứ Hà Nội không phải kế bên đó hả? Thế Hà Nội nằm ở đâu nhở? Con không biết. Con phải nói là Hà Nội là ngay nhà con đấy. Dạ. Dạ. Giới thiệu lại bằng giọng người miền Nam coi. Biết nói cho tiếng miền Nam không? Con có. Đấy thì nói đi. Rồi, 2, 3. Con xin kính chào ban giám khảo cùng quý vị khán giả. Nó giống nhau đó con. Con xin kính chào đó, con xin kính chào.
thôi bỏ đi. Rồi giờ cho chú Thành hỏi là con suy nghĩ được kịch bản gì rồi? Con với mẹ con có tập kịch bản gì chưa? Dạ rồi. Rồi thi nha. Dạ. Dạ. Rồi vòng một 60 giây dành cho con bắt đầu. Gì trời? Ủa Huy, sao ngoài đây sao khóc dữ vậy? Ba của em chỉ còn là chị Kiếm mà sao khóc? Em không dám gì gặp ba em đâu à. Thôi bình tĩnh nói chị nghe, chị về chị nói ba cho. Ba em quấn em hai trận lận á. Trời ơi, quấn là hai trận hả? Mà sao hôm nay chị không tán nhà thương mà sao quánh? Trận đầu á, em đưa sổ liên lạc cho ba xem kết quả của năm toàn là điểm số của ba. À, học được yếu nè, mê gái nè, trốn học. Hiểu rồi. Qua vòng 1. Ba đánh là tại vì toàn điểm số của ba, học được yếu mê gái. Mà sao diễn nói tiếng miền Nam mà nói chuyện bình thường là không nói tiếng miền Nam được ha? Công nhận luôn. Ghê thiệt. Học lực giống ba chơi với ba quánh vậy trời. Dễ thương, cái này ai dạy, ai dạy con? Con xin Doraemon nhiều quá con nhiễm. Ôi dễ thương, xem Doraemon nhiều quá nhiễm. Ủa trong Doraemon có học lực yếu mê gái nữa. Dạ. Hay à. Rồi tiếp vòng 2, con giỏi rồi đó. Rồi con sẵn sàng vào vòng 2 nha. Dạ. Triệu like rồi đó nha, triệu like rồi đó. Vòng 2 60 giây bắt đầu. Chỗ dễ thương quá à, đáng yêu quá à. Cô cho con mấy đồng đi cô. Sáng giờ không có gì cho bụng con đói quá à. Ê, cho con cháu của tao bằng 3, 10 lần tao cho mày 100 nha. Sao quá quá vợ. Tao thích tiền, giờ tao có tiền tao cho. Chơi không, mày không chơi không, chơi thôi. Chúc mừng con qua được vòng 2. Trời ơi, đáng yêu quá đi. Triệu like. Rồi cưng muốn xỉu. Con, dạ. con có kịch nào mà nói giọng miền Bắc luôn không? Hay là vô đóng kịch là phải nói giọng miền Nam? Em không. Là đóng kịch là con toàn nói giọng miền Nam thôi hả? Ai biểu con làm điều đó? Không ai biểu. Con thích thế. Nó thích, nó coi nhiều nó thích. À, nó coi nhiều rồi, quen. Rồi, tiếp đi con, vui quá rồi đó, dễ thương quá, đang vui quá rồi. Rồi con ơi, sẵn sàng vòng 3 nha. Vòng 3 rồi đó. Có, bây giờ con liên tiếp kể con chó, con còn diễn một đoạn nữa. Ừ, nếu mà diễn xong mà vẫn không hiệu quả thì con đẩy luôn cái vòng 3 lên con nhá. Dạ. Vâng. Rồi. Mời con. Thời gian 60 giây bắt đầu. Cô cho con mấy đồng đi cô. Sáng giờ không có gì cho bụng con đói quá à. Đi chỗ khác. Ê, kêu con chó của tao bằng 3, 10 lần tao cho mày 100 ngàn. Sao quá quá vợ. Tao thích tiền, giờ tao có tiền tao cho. Chơi không, mày muốn chơi không? Dạ hư ba. Dạ con chào ba. Con cảm ơn ba, trời con lại ba. Nhờ có ba mà chiều nay con no. Dạ con cảm ơn ba nhiều lắm. Dạ hư ba, con lại ba luôn đó ba. Nè 100 ngàn đi con. Con chào mẹ con đi. Chúc mừng con qua được vòng 3. Thông minh đúng không? Kêu con chó bằng ba là kêu con nhỏ đó bằng mẹ. Chửi thân quý. Chửi đó. Ờ, là con nhỏ lấy con chó luôn. Đúng không? Thông minh, ý hài thông minh. Mẹ con công nhận đầu óc được. Chắc nhiều khi bà đánh ghen quen. Có kinh nghiệm. Thông minh. Hai mẹ con dắt díu nhau, người chỉ đạo, người diễn xuất. Thông minh quá. Triệu like, giữ chứ. Giữ đi còn trồng răng cho nhỏ nữa chứ. Con, không biết sao không, con rất là lanh. Con rất là dễ thương, con vào vai là con vô tâm trạng liền. Nhưng mà con không có bị ranh. Con vẫn rất là ngây thơ, con hồn nhiên. Đó là cái điều mà chú Thành quý con nhất. Ừ, nói gì thôi chứ nó không hiểu đâu. Con hiểu là nói gì không? Vậy cho chú nói dễ hiểu nè. Con muốn thi tiếp hay không? Con thi tiếp. Đó con hiểu rồi đó. Con có chuẩn bị gì không? Có. Rồi mời con chuẩn bị.
con chú hiểu rồi, chỉ có chú nói chuyện con mới hiểu thôi. Rồi bây giờ là con sẽ đứng đây chờ chú Huy bấm chuông rồi thi tiếp đúng không? Dạ. Đó. Dạ, hay quá. Vòng 4, 60 giây, bắt đầu. Alo, chị taxi đó hả? Chị taxi. Dạ, chị cho em một chiếc taxi 47 chỗ đó chị. Trời ơi, cưng. Chúc mừng con qua vòng 4. Bà gọi xe buýt đó bà. Trời ơi, cưng quá. Con gái ơi, bây giờ nè, hồi nãy cái này là vui rồi. Nhưng mà nếu hồi nãy mà con nói vậy là sẽ vui hơn nè. Ví dụ hả? Hay ví dụ, là, ví dụ. Cho thi lại. Ví dụ thôi, ví dụ, ví dụ thôi. Bây giờ thử nói lại vậy nè nha. Alo, chị taxi hả? Chị taxi, cho em một chiếc taxi đi. Hả? 4 chỗ hay 7 chỗ hả chị? Cho em một chiếc 47 chỗ đi chị. Nha, con nói lại vậy nha. Rồi, diễn nha. 2, 3. Alo, chị taxi đó hả? Chị taxi. Dạ, chị cho em một chiếc taxi 48 chỗ đó chị. Bà ở đâu mà chế ra? Chúc mừng con. Cảm ơn con đã có tinh thần giải lao cho các chú rất tốt. Tiếp. Con ơi. Dạ. Con vượt qua được vòng 4 rồi. Nếu con chiến thắng luôn vòng 5, con nhận được giải thưởng 150 triệu. Rồi con, quẹo phải vô nói chuyện với mẹ. Rồi, mời con. Biết chắc luôn chứ là gì có chuyện ý. Đúng hồi nãy nói được cái đó dễ thương hơn. Rồi con. Dạ. Nói đơn giản hen. Con sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Rồi, bây giờ mình thi nha. Vâng ạ. Rồi, vòng 5, vòng cuối cùng. Thời gian 60 giây bắt đầu. Chị ơi, chị cho em 47 chỗ nha chị. Sao chị? Em đi mấy người ho chị? Nhầm mình em đi đó chị. Đi em chúc em. Quên nó chị dắt con quên. Sao chị? Em ở đâu ho chị? Chị định vị dùng chỗ em đứng đi chị. Sao chị? Chị định vị không được ho chị. Hay để em định luôn cho chị nha. Chị đi cuối đường, chị gặp một cái đường cuối. Chị đi cuối cái đường cuối là chị tới cuối đường. Chị tới cuối đường là em đứng ngay đường cuối là chị tới đường. Dạ, chị còn 5 phút cuối để tới cuối đường. Hết thời gian rồi con. Hết quá. Danh Hảo Trứng Khánh mém một tí xíu nữa là cười. Mém chút xíu. Mém chút xíu. Chút xíu xíu nữa thôi là cười. Tại vì vậy nè con, cái này mấy chú biết rồi. Cái câu chuyện mà đường cuối của đường, cuối đường, đường cuối 5 phút cuối. Nãy mà con nói là chị còn 5 phút cuối chứ em còn có 3 giây hả? Còn hoặc là nói là chị đến tới cuối đường, chị sẽ gặp một cái đường cuối. Chạy luôn cái đường cuối, chưa tới cuối đường đâu, vẫn còn một cái cuối đường. Chạy tới cuối đường mới gặp cái đường cuối. Chạy tới đó, nhưng mà chạy lẹ nha chị, em đang bị tiểu đường. Em đang còn vô bệnh viện, em đang chút cười. Thí dụ vậy nó phải bất ngờ. Tại vì nãy là không trách được, tại vì đúng rồi, một cái thời gian ngắn mà phải ép vô trong đầu mấy cái kịch bản như thế. Chú Thành nãy giờ cười chiều mến thương yêu, phải không? Nhưng tới vòng mà 150 triệu chú Thành phải cười đúng cái đô, phải không? Nhưng mà nó chưa đúng, uổng. Trời ơi, xém cười, thiệt. Giờ hát bài nghe tặng với khán giả được không? Được không? Có biết hát không? Con hát không hay. Dạ không hay, rồi bây giờ chú hỏi lại nhà con ở đâu? Nhà con Hà Nội. Ừ. Rồi con ơi, phần thưởng dành cho con ở vòng gala là giải thưởng 5 triệu đồng. Ok. Giỏi quá, ngoan quá. 5 triệu luôn đó nha. Cầm đi. Bắt tay nha. Cười mỉm chi cho đến cười khoái chí. Con sẽ chiến thắng vang dội.
con thấy hơi hồi hộp bởi vì là con sợ con không có thuộc lời cho nên là con rất hồi hộp vì mấy cái này cho nên là con mới quên bài. Con đi được đến đây là mình cũng đã rất là hãnh diện rồi. Nên là ngày hôm nay dù là con không chiến thắng nhưng mà đối với mình thì con cũng vẫn là số 1.